lễ tình nhân. Ngày lễ tình nhân còn được gọi là ngày của mọi trái tim và ngày tình yêu. Ban đầu là một ngày kỷ niệm của công giáo vào ngày 14 tháng 2. Ngày này, trong thời gian gần đây, đã trở thành ngày kỷ niệm để tôn vinh tình yêu và sự lãng mạn. Phong tục ăn mừng này sinh vào cuối thế kỷ 16 và có lẽ bắt nguồn từ niềm tin phổ biến rằng những con chim bắt đầu giao phối vào ngày này. Một nguồn gốc khác có thể là sự tiếp nối của lễ hội Lupercali ở La Mã. Trước đây, ngày này là ngày lễ kính hai vị tử đạo tên là Valentine. Ngày lễ tình nhân được tổ chức ở tất cả các nước công giáo, cộng với các nền văn hóa nói tiếng Anh, và trong những năm gần đây cũng đã lan sang Scandina. Tại Na Uy, các sản phẩm dành cho ngày lễ tình nhân được bán với giá ước tính 255 triệu đồng cơ dôn Na Uy vào năm 2015. Ngày này, được đánh dấu bằng việc mua quà và gửi thư hoặc thiệp tình yêu, thường ấn danh và do đó mang lại cảm giác thương mại. Tại Ghana, cơ quan quản lý du lịch đã đổi tên ngày này thành Ngày Sô Cô La Quốc gia để mang lại danh tiếng tốt hơn cho ngày này và tăng nhu cầu về Sô Cô La Ghana. Nguồn gốc Ngày lễ tình nhân có thể có nguồn gốc từ lễ kỷ niệm nữ thần Juno của người La Mã, người đại diện cho phụ nữ và hôn nhân cũng như sự khởi đầu của lễ hội Lupercali, một lễ hội sinh sản bắt đầu vào ngày 15 tháng 2. Lễ kỷ niệm, ngày lễ tình nhân của Kitô giáo. Ban đầu là một lễ kỷ niệm phụng vụ để tưởng nhớ một hoặc nhiều vị thánh Kitô giáo, đầu tiên tên là Valentine hoặc Valentin. Có ít nhất hai người, một linh mục và một giám mục. Đặc biệt, Thánh Valentin Thành Tơ Ni và Thánh Valentin Thành Dôm là những người được biết đến nhiều nhất. Từ thời Trung cổ, những câu chuyện tình yêu ở lịch sử có lẽ dựa trên những vị thánh này bắt đầu xuất hiện nhiều. Truyền thuyết nổi tiếng nhất liên quan đến thánh Valentine của Rome, người được cho là đã làm việc dưới thời hoàng đế La Mã Claudius II Goticus vào khoảng 270 sau Công nguyên. Người ta nói rằng Valentine bị bỏ tù vì ông đã cống hiến hết mình cho việc lính và không từ bỏ cơ đốc giáo, như cơ yêu cầu. Trước khi bị hành quyết, Valentin được cho là đã viết một lá thư từ biệt cho Julia yêu dấu của mình và ký tên từ Valentin của bạn. Valentin cũng được cho là đã chữa khỏi bệnh cho con gái của cai ngục Aster Jesus. Mối liên hệ sớm nhất, liên kết Valentin với tình yêu, được thể hiện trong bài thơ The Parliament of Thebes, phần cuối thế kỷ 14 của nhà thơ người Anh Chaucer, giai điệu lãng mạn của những chú chim tìm bạn tình tràn vào Thánh Valentine, người trở thành người báo trợ cho tình yêu. Việc thương mại hóa ở Anh ngày này phát triển từ thế kỷ 18 thành một dịp để bày tỏ tình yêu thông qua những món quà như hoa, bánh kẹo cũng như thiệp Valentine. Vào thế kỷ 19, những tấm thiệp được sản xuất hàng loạt ngày càng chiếm ưu thế so với những tấm thiệp viết tay. Trong số các biểu tượng được sử dụng rộng rãi vào ngày này, có chim bồ câu, hình trái tim và vị thần tình yêu có cánh, Eros. Ở Mỹ, quá trình thương mại hóa ngày nay đã đi được một chặng đường dài. Những món quà Valentine phổ biến nhất ở đây là kẹo, hoa, đi chơi vào bữa tối, trang sức và quần áo. Tại Hoa Kỳ, các sản phẩm dành cho ngày lễ tình nhân đã được bán với giá ước tính 18,9 tỷ đô la, khoảng 144 tỷ đồng cơ zona uy vào năm 2015. Ít phổ biến ở Scandinavia. Vào mùa thu năm 1887, có một quảng cáo đăng trên Aptempon về việc đăng ký xuất bản nhiều kỳ các tác phẩm của Walter Scott, trong đó có cuốn tiểu thuyết Ngày lễ Thánh Valentine. Tuy nhiên, phải mất một thời gian dài trước khi ngày này được đánh dấu ở mức độ đáng kể ở Scandina. Nó chưa phải là một truyền thống được thiết lập và đặc biệt phổ biến. Những nỗ lực đầu tiên nhằm đánh dấu thương mại bắt đầu vào tháng 2 năm 1993 khi những tấm thiệp Valentine đầu tiên xuất hiện trong các hiệu sách ở Na Uy và vào năm 1995, Bưu điện đã phát động một chiến dịch quảng cáo lớn. Năm 1998, Bưu điện sau đó đã phát hành tem Valentine của riêng mình và vào năm 1999 họ lặp lại thành công khi phát hành một loại tem tương tự mệnh giá 4,00 đồng cơ Uy với 4 triệu bản nhưng nó đã không thực sự thành công cho đến năm 2002. Sau đó những người chơi thương mại khác và phần còn lại của ngành thương mại đã lao vào và đầu tư hàng triệu đô la để quảng bá ngày này và làm cho nó trở nên quan trọng ở Na Uy. Xu hướng tương tự cũng được thấy ở Thụy Điển và Đan Mạch. Theo một cuộc khảo sát năm hai nghìn bảy mươi phần trăm đàn ông Na Uy không biết ngày lễ tình nhân diễn ra khi nào, trong khi bảy phần trăm phụ nữ biết câu trả lời. Lễ kỷ niệm, ngày lễ tình nhân bắt đầu ở Na Uy vào năm 1996 theo sáng kiến của Ingeborg Svensen và dần dần trở nên phổ biến hơn. Trong những năm kể từ đó, vào năm 2010, ngày này đã trở nên phổ biến nhất định đối với người dân Na Uy, đặc biệt là đối với những người sống trong một mối quan hệ. Cứ ba người trong một mối quan hệ thì có một người cho biết họ nên đánh dấu ngày lễ tình nhân bằng cách gửi cho người yêu hoặc bạn bè một lời chúc, một món quà hoặc sự quan tâm khác. Điều này cho thấy rằng ở Na Uy, Tính đến năm 2010, có gần 70% những người đang trong một mối quan hệ họ phức lờ ngày lễ tình nhân. Trong một cuộc khảo sát của Naui từ năm 2015 với 1.000 người được hỏi, trong độ tuổi từ 18 đến 70, 73% những người được hỏi tin rằng ngày này không phải là một ngày kỷ niệm quan trọng.